Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về thức ăn cho dê. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Đây là thức ăn cho dê của mình. Có cám bắp, cám gạo với cỏ. Này cho dê ăn rất hiệu quả, dê rất không ăn. Cứ mỗi ngày cho dê ăn mỗi con là 5 kg là đủ. Cỏ này gồm có cỏ Guinea và là cỏ VA06. Rồi mình sẽ trộn nó lên, đảo nó đều lên và cho dê ăn. Sau khi đã trộn xanh, mình bắt đầu cho dê ăn. Dê ăn rất khỏe. Dê rất thích ăn. Đặc biệt là dê ăn rất nhiều. Ngày tầm mấy tiếng là ăn hết sạch. Thế là no. Thôi, mình xin dừng video tại đây.